Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Nếu bạn đang cố gắng hiển thị tiền với kết quả không như mong đợi, bạn có thể bắt đầu tự hỏi bản thân, tại sao lại như vậy? Nhưng điều gì xảy ra nếu Quốc Anh nói với bạn rằng bạn hoàn toàn không làm gì sai? Và trên thực tế, vấn đề liên quan trực tiếp đến cách thức hoạt động của bộ não của bạn. Quốc Anh đang nói về suy nghĩ làm ngăn cản dòng tiền đến với bạn. Các tế bào thần kinh trong não của bạn tạo ra những con đường mới để đáp lại mọi trải nghiệm mà cuộc sống ném vào bạn. Sự tăng cường các con đường thần kinh này có nghĩa là bạn không ngừng phát triển, học hỏi và mở rộng thế giới quan của mình. Đôi khi, kinh nghiệm của chúng ta khiến chúng ta củng cố những con đường sai lầm, những trải nghiệm tiêu cực về tiền bạc, hoặc nghe mọi người nói về tiền bạc theo những cách tiêu cực, đều là những cách rất phổ biến mà tư duy ngăn cản dòng tiền đến với bạn có thể phát triển. Trong video này, Quốc Anh chia sẻ những dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang ngăn cản tiền đến với bạn. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này áp dụng cho bạn, đừng hoảng sợ. Phần cuối của video, Quốc Anh sẽ hướng dẫn cho bạn cách bạn có thể hướng tâm trí của mình để thu hút tiền bạc và may mắn đến thật gần bạn. Đầu tiên, bạn có phản ứng cảm xúc tiêu cực khi nhận hóa đơn. Bạn cảm thấy thế nào khi nhận được bất kỳ hóa đơn nào gửi đến cho bạn? Mở hóa đơn và nhận ra rằng số tiền khó kiếm được sắp trôi đi không phải là cảm giác tuyệt vời. Nhưng bạn có biết rằng phản ứng mà bạn phải trả cho các hóa đơn của mình thực sự có thể góp phần vào việc suy nghĩ hạn chế về tiền bạc. Luật hấp dẫn vận hành theo suy nghĩ của bạn. Điều này có nghĩa là bất kỳ cảm xúc nào được giải phóng trong khi mở hóa đơn sẽ tiếp tục thể hiện. Và cách duy nhất những cảm xúc tiêu cực đó có thể tiếp tục biểu hiện trong thực tế của bạn là nếu bạn tiếp tục gặp khó khăn về tài chính. Biến đổi chu kỳ này bằng cách mở các hóa đơn của bạn với lòng biết ơn. Cảm thấy may mắn khi có thêm một tháng tiền điện, tiền internet hoặc tiền thuê nhà. Lòng biết ơn thu hút nhiều lý do hơn để biết ơn. Khi bạn cảm thấy biết ơn, vũ trụ phải tạo ra vô số phước lành để phản ánh kết quả của sự cảm kích đó. Điều thứ hai, bạn cảm thấy đau buồn khi nghĩ đến việc cần tiền. Nếu bạn cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc cần tiền, đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang ngăn cản dòng tiền chảy đến bạn. Đôi khi cảm giác rất nhẹ nhàng mà bạn thậm chí có thể không nhận thấy nó ngay từ đầu. Lần tới khi bạn nghĩ về tiền bạc, hãy dừng lại một chút và tập trung vào cảm giác của cơ thể. Nếu bạn cảm thấy hơi đau ở ngực hoặc bụng, bạn thực sự đang liên kết sự giàu có của mình với những cảm xúc tiêu cực. Về cơ bản, bạn đang nói với vũ trụ, tiền bạc khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Sự chán nản nội tâm này bắt nguồn từ cảm giác cần. Thay vào đó, hãy cố gắng biến cảm giác đau buồn và mất mát thành niềm tin và sự phấn khích. Thay vì nghĩ rằng bạn cần tiền, hãy vui mừng vì bạn sẽ nhận được tiền và vui vẻ thanh toán các hóa đơn. Nếu bạn vẫn cần giúp đỡ để xây dựng niềm tin và sự phấn khích, hãy thử sử dụng câu khẳng định. Chúng có thể không mang lại cho bạn phản ứng cảm xúc tích cực ngay lập tức, nhưng hãy yên tâm rằng nó sẽ đến đúng lúc. Quốc Anh sẽ chia sẻ video về những lời khẳng định về tiền bạc trong video sắp tới. Điều thứ ba, một số người cho rằng bằng cách yêu cầu nhiều hơn, bạn không biết ơn những gì bạn có. Đây không phải là sự thật. Lòng biết ơn làm tăng rung động của bạn, do đó kết nối của bạn với vũ trụ càng mạnh mẽ. Nhưng lòng biết ơn và sự hài lòng là hai điều rất khác nhau. Chúng ta có quyền trải nghiệm sự phong phú của tạo hóa trong cuộc sống này. Luôn luôn có nhiều hơn bạn có thể đạt được. Điều thứ tư,
Đừng thực hiện các hành động theo cảm hứng để cải thiện tài chính của bạn. Điều chỉnh năng lượng của bạn để phù hợp với những rung động của ham muốn của bạn. Năng lượng chúng ta cần đến từ suy nghĩ, cảm xúc và cuối cùng là hành động. Nếu về mặt thể chất, bạn đã từ bỏ việc hướng tới ước mơ của mình, thì có khả năng bạn đã từ bỏ ước mơ của mình. Khi quan tâm đến tiền bạc, đây là một dấu hiệu rất lớn của một tư duy ngăn cản tiền đến với bạn. Bạn nên được truyền cảm hứng để làm cho mọi thứ chuyển động. Bạn đã bao giờ nảy ra một ý tưởng tuyệt vời và dường như không có nguồn gốc nào không? Bạn có bao giờ cảm thấy hào hứng với việc hoàn thành một điều gì đó chỉ vì bạn biết rằng kết quả sẽ tuyệt vời không? Đây là một hành động đầy cảm hứng. Thường thì những loại ý tưởng này được gửi từ chính vũ trụ để giúp bạn đi đúng hướng với mục tiêu của mình. Khi bạn thực hiện các bước trong thế giới thực để đạt được mong muốn của mình, bạn sẽ phát ra năng lượng vật lý thích hợp ở tần số của kết quả cụ thể đó. Hãy cố gắng thể hiện rằng bạn đã sẵn sàng và làm việc vì nó. Những người chiến thắng không bao giờ từ bỏ việc nhắm đến ước mơ của họ, ngay cả khi có những thứ đang chống lại họ. Điều thứ năm, xem hỗn loạn là một dấu hiệu tiêu cực. Khi thực hành luật hấp dẫn, luôn có những thời điểm dường như khá hỗn loạn. Nhiều người đã sai lầm khi cho phép điều này làm họ thất vọng. Họ trở nên cay đắng và ngờ vực khi nghĩ rằng có thể cuối cùng thì phước lành của họ sẽ không thể hiện ra. Sự thật là ngược lại. Khi bạn hiển thị bất kỳ loại thay đổi nào, sẽ có một số sắp xếp lại để thực hiện. Vũ trụ thường sẽ chuyển hướng cuộc sống của bạn để nhường chỗ cho sự dồi dào đến. Ví dụ, giả sử bạn có tiền và sau đó đột nhiên mất việc. Sai lầm ở đây là để nó khiến bạn cảm thấy thất vọng, tuyệt vọng. Rốt cuộc, vũ trụ sẽ mang đến cho bạn một thực tại mới như thế nào khi bạn vẫn còn bám víu vào cái cũ? Bất kỳ loại hỗn loạn hoặc gián đoạn nào như một dấu hiệu cho thấy sự phong phú đang trên đường đến. Vũ trụ cần nhường chỗ trong cuộc sống của bạn cho những gì sắp tới. Cần phải căn chỉnh lại để đưa bạn đi trên con đường sáng tạo của mình. Có một lý do tại sao vũ trụ gửi cho chúng ta tín hiệu và sự liên kết. Nhận biết những dấu hiệu này giúp xây dựng niềm tin, sự phấn khích và trên hết là động lực. Bạn có thể nói điều gì đó với chính mình như: đó không phải là một dấu hiệu, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng hãy tin vào trái tim mình. Đây là một số dấu hiệu tiền bạc đang đến gần bạn, bạn cần lưu ý. Bạn nhìn thấy các con số đồng bộ 1111, 111, 888, 555. Bạn có thể tìm thấy tiền để sót lại trong túi quần hoặc bất kỳ nơi nào trong ngôi nhà của bạn. Bạn nghe mọi người nói về tiền. Bạn nghe thấy các bài hát hoặc bộ phim về việc kiếm tiền được hiển thị trong thực tế của bạn. Bạn mơ thấy tiền. Điều thứ bảy, những người gặp hạn chế về thu hút tiền thường bao biện cho vấn đề. Trên thực tế, những người đang bao biện thường thậm chí không nhận ra họ đang làm gì. Những niềm tin này thường bắt nguồn từ thời thơ ấu và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ví dụ về những lời bào chữa thường được sử dụng: tôi không được học hành đầy đủ để trở nên giàu có. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo. Tôi luôn nghèo. Tôi không có sự hỗ trợ mà tôi cần để tự làm một cái gì đó. Phải mất tiền để kiếm tiền. Bạn chỉ có thể trở nên giàu có bằng cách làm việc chăm chỉ trong suốt quãng đời còn lại của mình. Những lời bào chữa này là những lời nói dối nguy hiểm. Khi ăn sâu vào tiềm thức của bạn, nó sẽ biểu hiện thành sự thật. Có nhiều cách khác nhau để lập trình lại tiềm thức của bạn hướng tới những niềm tin mạnh mẽ hơn. Điều thứ 8, kiệt sức và căng thẳng tinh thần thường xảy ra với những người đang ngăn cản tiền đến với họ. Nhưng để thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực đó, điều quan trọng là bạn phải dành thời gian để thư giãn.
Nếu bạn đang cảm thấy căng thẳng và ai đó nói với bạn, chỉ cần suy nghĩ tích cực, bạn sẽ khó chịu một chút. Làm thế nào bạn có thể đi từ căng thẳng và kiệt sức thành tích cực? Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và thực hiện từng bước một. Chăm sóc bản thân giúp bạn từ từ thoát khỏi những suy nghĩ căng thẳng và tiêu cực. Sau đây là một số điều bạn có thể làm để cải thiện khả năng tự chăm sóc bản thân. Tắm nước ấm, đọc sách hoặc xem TV, có một giấc ngủ ngắn, đối xử tốt với bản thân, tăng cường cơ thể bằng các loại thực phẩm lành mạnh, vận động thể dục thể thao, lựa chọn những thông tin hàng ngày để tiếp nhận. Điều thứ 9, bạn có thể có những suy nghĩ hạn chế vì sự mâu thuẫn mà bạn thể hiện với mong muốn đó. Đây là những người đi từ giấc mơ này sang giấc mơ khác, ý tưởng này sang ý tưởng khác, và không bao giờ hoàn toàn yên tâm về những gì họ muốn. Họ có thể nói về luật hấp dẫn, nhưng họ không bao giờ thực sự cam kết lập trình lại suy nghĩ của mình. Khi nói đến luật hấp dẫn, tính nhất quán là chìa khóa. Quốc Anh không nói rằng bạn cần phải giữ một thói quen nghiêm ngặt là biểu hiện ngày này qua ngày khác để thể hiện tiền. Quốc Anh nói rằng bạn phải có một mục tiêu rõ ràng. Nếu bạn là một người hay dao động, thì bạn có thể phải đối mặt với một mớ kinh nghiệm hỗn độn. Ý tưởng không phải là để bị ám ảnh bởi những ham muốn, nhưng phải rõ ràng và ngắn gọn với những gì bạn muốn và những bước bạn đang thực hiện để đạt được điều đó. Hãy nhớ rằng, niềm tin sâu sắc không thay đổi trong một sớm một chiều. Cần có sự cam kết và nhất quán để hướng bộ não của bạn đến một tư duy thành công. Điều thứ 10, bạn cảm thấy tiếc sau khi mua bất kỳ điều gì. Cảm giác tội lỗi là một rào cản lớn đối với sự giàu có và là rào cản mà tất cả chúng ta đều trải qua vào lúc này hay lúc khác. Có lẽ việc mua sắm bốc đồng khiến bạn cảm thấy rằng tiền có thể được chi tiêu tốt hơn ở những nơi khác. Cố gắng biến bất kỳ cảm giác tội lỗi nào thành cảm giác tự do. Sử dụng lời khẳng định để nhắc nhở bản thân rằng tiền bạc luôn dồi dào và bạn xứng đáng với tất cả những gì bạn nhận được. Nếu bất kỳ dấu hiệu nào Quốc Anh vừa chia sẻ ảnh hưởng đến bạn, Quốc Anh muốn bạn biết rằng bạn không đơn độc và suy nghĩ hạn chế ngăn cản dòng tiền đến với bạn không phải lỗi của bạn. Điều chúng ta cần làm là nhìn nhận sự thật và lập trình lại tiềm thức của mình. Điều quan trọng nhất cần hiểu là các đường dẫn thần kinh trong não của bạn luôn có thể được tua lại. Nói cách khác, suy nghĩ hạn chế về tiền bạc có thể bị đảo ngược. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video sau khi lắng nghe. Đó là cách mà chúng ta cộng hưởng cùng nhau để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.